Đức Giáo Hoàng khởi hành đi Strasbourg, tin từ Vatican. Đức Giáo Hoàng Francis đã rời Vatican đi Strasbourg để nói chuyện với Quốc hội Liên Âu và Hội đồng Liên Âu. Trong lúc tới phi trường Fiumicino, Ngài đã vẫy tay chào người đưa tiễn. Theo chương trình, thì Ngài tới phi trường Strasbourg vào lúc 10 giờ sáng theo giờ địa phương. Sau lễ đón rước tại phi trường, Ngài sẽ đi thẳng tới Quốc hội Liên Âu. Tại đây thì Ngài sẽ gặp đại diện của các nhóm chính trị trước khi nói chuyện trước toàn thể Quốc hội. Sau đó, Ngài sẽ tới trụ sở Hội đồng Liên Âu, gặp Chủ tịch Cao ủy Liên Âu Jean-Claude Juncker và Chủ tịch Hội đồng Liên Âu Herman Van Rompuy, nói chuyện với đại biểu nhiều định chế liên quan đến chuyến thăm của 4 giờ đồng hồ. Đức Giáo Hoàng sẽ không thể viếng thăm trung tâm thành phố Strasbourg, sẽ làm kỷ niệm 1.000 năm xây dựng Vương cung Thánh đường. Đức Giáo Hoàng sẽ chính thức viếng thăm nước Pháp vào năm 2015, nhưng viếng thăm Strasbourg quá ngắn làm cho công giáo trong thành phố thất vọng. Một khu vực giới hạn gần trụ sở Hội đồng Liên Âu sẽ mở cửa cho công chúng sau khi khám xét an ninh, nhưng họ không được đến gần Đức Giáo Hoàng. Các viên chức chính quyền nói rằng những biện pháp an ninh đang được thực hiện là những biện pháp an ninh cao nhất dành cho một nguyên thủ quốc gia. Chuyến viếng thăm Quốc hội Liên Âu của Đức Giáo Hoàng Francis là chuyến viếng thăm đầu tiên của một vị giáo hoàng tính từ năm 1988, khi Đức Giáo Hoàng John Paul đệ nhị đọc diễn văn trước Quốc hội Liên Âu và đã bị dân biểu Ian Paisley của Bắc Ái Nhĩ Lan làm gián đoạn.